bệnh nhân nổi nóng với bác sĩ, đi vấn ngay cho vợ. Trong công việc tiếp nhận khám chữa bệnh cho những bệnh nhân phái mạnh bận rộn bệnh lây qua đường tình dục, Đào Hữu Ri, trưởng khoa điều trị bệnh da phái mạnh, Bệnh viện Da Liễu Trung ương đã gặp gỡ không ít mẫu chuyện dở khóc dở cười của bệnh nhân khi tìm ra nguyên nhân bận rộn bệnh. Mới đây nhất, bác sĩ Ri đã khám cho trường hợp bệnh nhân nam nợ, tờ, hờ 30 tuổi, bận rộn lậu nhưng không tồn tại kiến thức và kỹ năng nên đổi ngay tội cho vợ. Bệnh nhân nam hờ tới khám trong tình hình dương vật chảy mủ, khó tính. Sau khi bác sĩ khám lâm sàng anh làm những xét nghiệm cơ bản dạng kết quả bệnh nhân được chẩn đoán lậu. Khi bác sĩ thông tin bệnh nhân hờ bận rộn lậu một căn bệnh lây qua đường tình dục, anh đã rất bất ngờ. Anh cam kết chung thủy không tồn tại quan hệ với người thứ hai, 3 ngày trước lúc đi khám anh có quan hệ với vợ. Bác sĩ ghi cho biết, bệnh nhân nổi nóng ngay tại phòng khám, nói phải về gọi tội vợ. Trong trường hợp đó tôi đã phải trấn an bệnh nhân để gọi nguyên nhân hậu đâu. Sau một khoảng thời hạn thì thầm anh hờ xa re với bác sĩ đây 6 ngày anh có đi hát với bạn bè. Tại quán karaoke anh hờ có sử dụng dịch vụ oral sex, anh nghĩ quan hệ bằng miệng là bình an không hề bận rộn bệnh lây qua đường tình dục. Theo anh hờ hiểu dịch vụ oral sex chỉ là để kích thích khoái cảm không hẳn là quan hệ là phải có sự đụng chạm phần tử sinh dục. Bác sĩ ghi giải thích, trước khi quan hệ tình dục cổ xưa chỉ là quan hệ bằng đường sinh dục. Hiện nay, có rất nhiều kiểu quan hệ tình dục mới như đồng tính nam, đồng tính nữ, oral sex đối với trường hợp bệnh nhân hờ, sử dụng oral sex cũng là một cách quan hệ tình dục. Nữ nhân viên của quán hát trong một ngày hoàn toàn có thể ngậm không ít niệu đạo dương vật, trong những số đó có người bận rộn bệnh lậu. Vì vậy những dịch tiết, vi khuẩn sẽ còn khắc ghi trong miệng, miệng trong trường hợp này trở thành ổ trung chuyển vi khuẩn cho những người khác. Người bị nhiễm lậu ở miệng tiếp đến sẽ có một viêm họng cấp, ho, khạc nhiều đờm. Khi được bác sĩ nghiên cứu và phân tích nguyên nhân bận rộn bệnh, anh hờ đã ngã ngửa vì bất ngờ. Sự không hiểu nhiều của bệnh nhân về bệnh lây qua đường tình dục đã làm lây bệnh sang vợ, bác sĩ Ghi nói. Bác sĩ Ghi cho biết, đường lây nhiễm bệnh không chỉ là có đường cổ xưa quan hệ bằng phần tử sinh dục. Cần đi khám sớm. Theo bác sĩ ghi bệnh lậu chưa tồn tại biến chứng điều trị rất đơn giản, bệnh nhân chỉ tiêm thuốc điều trị một liều, một mũi duy nhất hoặc uống thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ thuốc uống một liều duy nhất. Khi bận rộn bệnh lậu, phái mạnh thường có những bộc lộ như tiểu đau, tiểu bướu, tiểu nhiều lần, nước tiểu lẫn máu hoặc mủ. Trường hợp nặng hơn, người bệnh hoàn toàn có thể thấy xuất hiện những giọt mủ như màu nhựa chuối ở lỗ niệu đạo, nhất là ăn đồ sáng sớm. Bệnh lậu còn khiến cho khung hình tiếp tục mệt mỏi, kiệt sức sốt nhẹ, nổi hạt bẹn, ăn uống không ngon miệng. Trong công việc khám anh điều trị lậu bác sĩ ghi nhận thấy đã xuất hiện một trong những chủng kháng thuốc do bệnh nhân tự ý điều trị. Bởi vậy, bác sĩ khuyến nghị khi có những triệu chứng bất thường của niệu đạo những phái nam nên đi khám chuyên khám ngay. Bệnh lậu nếu như không được điều trị sẽ gây ra biến chứng nguy khốn như viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh, viêm túi tinh. Bệnh hoàn toàn có thể gây ra biến chứng viêm niệu đạo mãn tính, bệnh nhân điều trị rất khó khăn. Tôi đã từng gặp gỡ trường hợp bệnh nhân bị viêm niệu đạo mãn tính do biến chứng lậu sau điều trị đã biết thành tâm thần. Bệnh nhân kia nào cũng có thể có cảm xúc bức dứt, khó tính luôn luôn có cảm xúc bận rộn bệnh, bác sĩ Ghi nói. Để phòng bệnh lây qua đường tình dục bác sĩ ghi khuyên nên quan hệ chung thủy một vợ, một chồng. Hiện nay sex được ví như món ăn, để ngăn cản bệnh lây qua đường tình dục phải có kiến thức và kỹ năng, làm rõ những đường lây khi quan hệ tình dục, làm rõ phòng tránh. Đường lây nhiễm bệnh không chỉ là có đường cổ xưa quan hệ bằng phần tử sinh dục, mà toàn bộ những đường quan hệ khác đều hoàn toàn có thể lây nhiễm như đường miệng, hậu môn đều hoàn toàn có thể lây bệnh. Khi quan hệ tình dục phải dùng bao cao su đặc, anh phải dùng đúng, bác sĩ ghi lưu ý.